Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta lại được gặp nhau trên kênh Tin Nóng Đất Việt. Kỳ Duyên và ban biên tập xin được kính chúc quý vị tràn đầy năng lượng và làm việc hiệu quả. Để ủng hộ cho kênh Tin Nóng Đất Việt, quý vị đừng quên nhấn like, đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ để nhiều người cùng xem. Còn bây giờ sẽ là những nội dung chi tiết có trong chương trình ngày hôm nay. Mẹ già 80 sống cô quạnh vì con không ai chịu nuôi. Kiểm tra kỷ luật đảng, khuyết điểm phải được phát hiện từ xa, ngăn chặn từ sớm. Tòa cấp cao chỉnh cấp dưới vì yêu cầu đương sự nộp tiền cao hơn thực tế. Vụ tráo gỗ tang vật, nhận đủ gỗ nhưng bị tráo lúc nào thì không biết. Đề nghị xử lý MC Trác Thúy Miêu đăng bài trên Facebook có dấu hiệu gây mâu thuẫn, kích động. Mẹ già 80 sống cô quạnh vì con không ai chịu nuôi. Kính thưa quý vị, bốn người con, gia cảnh ai cũng khá giả, nhưng lại bạc đãi mẹ già ở cái tuổi hơn 80. Thậm chí, họ còn cố moi 10.000 đồng tiền điện của mẹ già nghèo khổ. Mấy ngày gần đây, những dòng chia sẻ về hoàn cảnh của một cụ bà ở Nghệ An của anh thợ điện đã làm không ít người bất ngờ về sự bất hiếu của những đứa con dành cho một bà mẹ già. Bốn người con của cụ, gia cảnh ai cũng khá giả, nhưng lại bạc đãi mẹ già ở cái tuổi hơn 80. Thậm chí, họ còn cố moi 10.000 đồng tiền điện của mẹ già nghèo khổ. Con trai cố moi 10.000 mỗi tháng tiền điện của mẹ già nghèo khổ. Chủ nhân của dòng chia sẻ đó là anh Lý Cường, hiện đang công tác tại trạm điện huyện Anh Sơn, Nghệ An. Anh Cường cho biết, hôm đó, cơ quan mình có việc về xã Thọ Sơn để sửa chữa điện. Bà cụ nghe thấy có thợ điện về nên đi bộ vài cây số ra chỗ bọn mình làm để nhờ vả. Anh Cường cũng cho hay, đường đi về nhà cũ rất xa, nằm ngoằn ngoèo trên sườn đồi, đường đi lối vào rất khó khăn. Mình phải mất nửa giờ đồng hồ để đưa cụ về tận nhà, nhà cụ khó đi lắm vì vùng này toàn núi cao. Mình nghĩ cũng phục cụ thật, một thân một mình già cả đi đường núi gập ghềnh như thế. Toàn văn chia sẻ của anh Cường trên trang cá nhân. Cháu ơi, bà nhờ các cháu tí được không? Nghe tiếng gọi, mình ngoảnh lại nhìn. Đập vào mắt mình là một cụ bà gầy gò và khắc khổ đang cả ngồi cả thở. Dạ, bà nói đi ạ. Nhà bà mất điện 3 hôm rồi, nhờ cháu vào sửa cho bà rồi bà trả tiền công. Chứ mất điện bà đi không thấy gì, ngã sưng cả trán. Rồi bà tháo khăn ra, mình thấy một vết thâm to gần bàn tay trên trán. Thấy lạ, mình gặn hỏi cụ. Thế cụ ở một mình hay sao mà mất điện 3 ngày rồi mà không có ai gọi thợ điện xã họ sửa cho? Cụ ngồi ngẫm một chút, có vẻ như do dự khi nói ra điều gì đó. Vừa lúc có bà đứng gần nói, bà có 5 người con ở gần đây, đứa nào cũng cửa nhà khang trang nhưng cụ vẫn phải sống một mình từ khi ông mất. Ông mất năm 1992, từ đó con cái cũng cho bà ra ở riêng, bà sống nhờ tiền trợ cấp của nhà nước, thắp điện nhờ thằng con đẻ tháng nó lấy 10.000 đồng, mất điện nhờ nó sửa mà nó bảo không biết sửa. Dạ, cụ chờ con, tí làm xong đây rồi con vào sửa cho ạ. Một lát sau, nói cụ lên xe rồi mình đèo cụ về nhà. Nhà bà cụ nằm sâu nhất trong xóm cạnh bên bờ suối. Cụ không chỉ nhà, chắc có lẽ mình nghĩ đây là cái chòi canh mía của nhà nào đây. Rồi cụ nói nhà trên đường là nhà con trai cụ, mắc điện cách nhà cụ khoảng 60m. Sửa điện xong, cụ bảo hết bao nhiêu tiền cụ trả cho con. Mình cười trêu bảo cụ, hết 200 cụ ạ. Thấy vẻ mặt lo lắng, rồi cụ rút trong túi áo ra một cái ví may bằng vải đếm đi đếm lại được 36.000. Cụ bảo, bà có được từng này tiền nữa, hai anh em cầm tạm 30.000 cho bà xin, vì bà mấy hôm nay không nấu được cơm ra mua hai gói cháo ăn rồi. Thấy vẻ bối rối của cụ, mình cũng không đùa nữa, rút tiền ra đưa cho cụ mấy trăm, bảo cụ mua cái gì mà ăn đi, chứ ai nỡ lấy tiền cụ làm gì, trời nó đánh chết. Đang chuẩn bị đi lên xe, cụ hỏi một câu, sao nhà con tốt với bà thế? Chợt ngẫm, xã hội đầy người tốt hơn bọn con cụ à, chỉ có con cụ là không phải người nên không được gọi là người xấu thôi. Kiểm tra kỷ luật đảng, khuyết điểm phải được phát hiện từ xa, ngăn chặn từ sớm. Kính thưa quý vị, mới đây, tại hội nghị lần thứ 3, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong đảng. Trước đó, một loạt cán bộ chủ chốt của tỉnh Bình Dương cũng đã bị kỷ luật bằng nhiều hình thức. Có người bị khai trừ ra khỏi đảng, có người còn bị truy tố trước pháp luật về những sai phạm liên quan đến công tác quản lý đất đai. Có thể nói, tiếp theo các quyết định kỷ luật với cán bộ chủ chốt thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Khánh Hòa, những quyết định kỷ luật nghiêm khắc với cán bộ sai phạm vượt qua của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thêm một lần nữa khẳng định về công tác kiểm tra kỷ luật đảng.
Theo kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư không chỉ là người chịu trách nhiệm về các vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương nhiệm kỳ 2015-2020, ông Trần Văn Nam còn là người vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, làm trái chủ trương của Tỉnh ủy và vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai, vốn, tài sản của Đảng và Nhà nước, gây hậu quả rất nghiêm trọng, thất thoát lớn ngân sách nhà nước. Theo dõi tình hình ở tỉnh Bình Dương, nhiều ý kiến đã bày tỏ sự đồng thuận cao với quyết định của Ban Chấp hành Trung ương mới đây về việc kỷ luật ông Trần Văn Nam. Nhiều ý kiến cho rằng, quyết định kỷ luật với cán bộ sai phạm ngay trong bối cảnh cả nước vừa mới khởi động nhiệm kỳ mới, càng khẳng định sự nghiêm minh và thái độ dứt khoát của Đảng đối với những cán bộ vi phạm. Cũng từ đây, một vấn đề được đặt ra là nếu các sai phạm được phát hiện sớm và xử lý kịp thời hơn, hậu quả có thể đã không nghiêm trọng như vậy. Đây cũng là thực tế rất cần được phân tích và rút kinh nghiệm. Trong năm 2020 và nửa đầu năm 2021, nhiều cán bộ chủ chốt ở các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên và thành phố Hồ Chí Minh đã bị khởi tố bởi những sai phạm vắt qua nhiều năm, thậm chí nhiều nhiệm kỳ. Quyết liệt nhưng tính chủ động, chiến đấu trong hoạt động kiểm tra, giám sát của các cấp ủy vẫn chưa đủ mạnh để phát hiện ra các sai phạm từ sớm. Để các sai phạm nhỏ không biến thành khuyết điểm lớn, phải coi trọng tự kiểm tra. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng cho rằng cần phải tăng cường hơn nữa sự kiểm tra của cấp trên với cấp dưới và tập trung vào những lĩnh vực dễ nảy sinh tiêu cực. Có làm tốt điều này, công tác kiểm tra, giám sát mới thực sự góp phần trị bệnh cứu người và giữ được cán bộ. Trước tình trạng khuyết điểm vi phạm của cán bộ đảng viên có nguy cơ gia tăng về số lượng, phức tạp, tinh vi và nghiêm trọng hơn về mức độ, tính chất, nhiều ý kiến cũng cho rằng bản thân đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp cần phải làm tốt hơn nữa công tác bám địa bàn, chủ động phát hiện và đấu tranh với những biểu hiện sai phạm ngay từ lúc manh nha. Chỉ khi khuyết điểm được phát hiện từ xa, đấu tranh ngăn chặn từ sớm mới có thể hạn chế được các vụ việc sai phạm đáng tiếc, khiến cả tập thể với nhiều cán bộ chủ chốt mắc khuyết điểm nghiêm trọng và bị kỷ luật nghiêm khắc và đau đớn như ở tỉnh Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh hay tỉnh Khánh Hòa trong thời gian vừa qua. Tòa cấp cao chỉnh cấp dưới vì yêu cầu đương sự nộp tiền cao hơn thực tế. Kính thưa quý vị, theo hội đồng phúc thẩm, công ty định giá báo giá chỉ 25 triệu đồng, nhưng Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh lại yêu cầu nguyên đơn nộp 30 triệu đồng là không đúng thực tế. Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh vừa chấp nhận kháng cáo của bà Huỳnh Thị Loan, tuyên hủy quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự ngày 10 tháng 9 năm 2020 của Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, chuyển hồ sơ vụ án cho tòa này tiếp tục giải quyết. Theo nội dung vụ án, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thụ lý vụ án tranh chấp tài sản chung do bà Loan là nguyên đơn. Quá trình giải quyết vụ án, các đương sự không thống nhất được các giá trị tài sản tranh chấp nên đề nghị tòa trưng cầu định giá, nguyên đơn đồng ý tạm ứng chi phí định giá. Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có công văn đề nghị công ty định giá tiến hành thẩm định giá tài sản tranh chấp. Công ty định giá thông báo phí thẩm định là 25 triệu đồng. Ngày 18 tháng 8 năm 2020, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thông báo bà Loan phải nộp 30 triệu đồng tạm ứng chi phí định giá. Thời hạn nộp là 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo này. Thông báo này được tống đạt trực tiếp cho người đại diện của bà Loan vào ngày 20 tháng 8 năm 2020. Đến ngày 10 tháng 9 năm 2020, đã quá thời hạn theo thông báo, nhưng bà Loan chưa nộp tạm ứng chi phí tố tụng nên Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đình chỉ giải quyết vụ án. Bà Loan kháng cáo, đề nghị hủy quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự của Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Hội đồng phúc thẩm xét thấy, công ty định giá báo giá chỉ 25 triệu đồng, nhưng Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh lại thông báo và yêu cầu nguyên đơn nộp 30 triệu đồng là không đúng thực tế. Ngoài ra, ngày 23 tháng 7 năm 2020, bà Loan và người đại diện của bà có đơn đề nghị tạm đình chỉ giải quyết vụ án để chờ kết quả giải quyết đơn đề nghị tái thẩm của bà trong một vụ án khác có liên quan đến tài sản tranh chấp. Tuy nhiên, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chưa giải quyết yêu cầu này. Sau đó, đình chỉ giải quyết vụ án nhưng lại không tống đạt trực tiếp quyết định đình chỉ cho người đại diện của nguyên đơn mà lại niêm yết trong khi người đại diện vẫn đến tòa để làm việc. Mặt khác, người đại diện của bà Loan có hai địa chỉ liên hệ, nhưng Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ niêm yết đối với một địa chỉ và thủ tục tống đạt niêm yết cũng chưa đúng quy định tại điều 177, 179 Bộ luật tố tụng dân sự và chưa đảm bảo quyền lợi hợp pháp của bà Loan, dẫn đến việc bà không biết việc đình chỉ. Vụ án tranh chấp chia tài sản chung này kéo dài từ năm 2016, lẽ ra nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các đương sự.
Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phải giải thích cho bà Loan biết hậu quả pháp lý của việc không nộp tạm ứng chi phí thẩm định giá tài sản sẽ bị đình chỉ giải quyết vụ án và không có quyền kiện lại theo quy định của điểm D khoản 1 điều 217 và khoản 1 khoản 3 điều 218 Bộ luật tố tụng dân sự. Vụ tráo gỗ tan vật, nhận đủ gỗ nhưng bị tráo lúc nào thì không biết. Kính thưa quý vị, lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự Đắk Lắk khẳng định đơn vị này đã nhận bàn giao đủ từ Bộ Công an, nhưng việc 54 lóng gỗ, cẩm lai, giáng hương, pơ mu là vật chứng bị tráo lúc nào thì không biết. Liên quan vụ nhiều sai phạm nghiêm trọng tại Cục Thi hành án dân sự Đắk Lắk, ngày 10 tháng 7, đơn vị này đã có văn bản gửi báo chí theo yêu cầu phản hồi báo chí của Tổng Cục Thi hành án dân sự và Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk về việc để tuồng cẩm lai, giáng hương ra ngoài và độn gỗ khác vào tang vật. Văn bản của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk khẳng định mình vô can. Việc tráo đổi gỗ, nếu có, là trách nhiệm của công ty trách nhiệm hữu hạn Hiền Thái, đơn vị cho thuê kho chứa gỗ tang vật. Theo Bùi Công Mười, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự Đắk Lắk, người ký văn bản nêu trên để làm rõ thêm vấn đề này. Theo ông Mười, khi cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an bàn giao hơn 622 mét khối gỗ vào ngày 31 tháng 8 năm 2016, đơn vị đã nhận đủ khối lượng, chủng loại như bản kê thu giữ. Tuy nhiên, trong văn bản trả lời các cơ quan báo chí, đơn vị này lại ghi việc 54 lóng gỗ không đúng chủng loại, công ty Hiền Thái giải trình cho rằng là do nhầm lẫn từ giai đoạn cơ quan điều tra giao cho công ty bảo quản năm 2014. Trả lời câu hỏi, tại sao tháng 8 năm 2016, Cục Thi hành án dân sự Đắk Lắk đã kiểm kê, nhận bàn giao đủ gỗ, đúng chủng loại từ Bộ Công an, nhưng khi xung công năm 2017 lại sai lệch về chủng loại đối với 54 lóng gỗ, hơn 12,3 mét khối. Ông Mười lại nói cũng không biết gỗ có bị tráo đổi hay không, do đâu và từ khi nào. Vậy tại sao khi doanh nghiệp nói 54 lóng gỗ sai lệch chủng loại là do Bộ Công an nhầm lẫn từ giai đoạn điều tra năm 2014, nhưng tháng 8 năm 2017, Cục vẫn kiểm đếm đủ? Ông Mười nói không rõ vì sao doanh nghiệp nói như vậy. Chúng tôi đã kiểm kê và ghi nhận Bộ Công an bàn giao đầy đủ số lượng, chủng loại. Việc doanh nghiệp giải trình là việc của họ. Về phần mình, Cục đã bồi thường 365 triệu đồng tiền chênh lệch chủng loại 54 lóng gỗ, ông Mười nói. Đề nghị xử lý MC Trác Thúy Miêu đăng bài trên Facebook có dấu hiệu gây mâu thuẫn, kích động. Kính thưa quý vị, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử Lê Quang Tự Do vừa ký văn bản gửi Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu xem xét xử lý MC Trác Thúy Miêu vì có bài viết đăng Facebook có dấu hiệu gây mâu thuẫn. Theo đó, qua công tác kiểm tra, rà soát, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Thông tin Truyền thông phát hiện MC Trác Thúy Miêu, tên thật là Vũ Hoài Phương, có đăng bài viết trên tài khoản Facebook Phương Vũ, có dấu hiệu gây mâu thuẫn, kích động về việc các cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương triển khai nhiệm vụ hỗ trợ chống dịch COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Do đó, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh xem xét, xử lý theo thẩm quyền và báo cáo trong thời gian sớm nhất. Trước đó, ngày 3 tháng 7, trên tài khoản Phương Vũ, được biết đến là Facebook của MC Trác Thúy Miêu, có đăng tải nội dung liên quan đến việc các sinh viên, cán bộ Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương vào Thành phố Hồ Chí Minh chi viện cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Bài viết có đoạn: mấy em tình nguyện viên Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương ơi, đoàn mấy trăm người, chắc chắn có người này kẻ khác, nhưng giờ nó gộp luôn cho lẹ. Sinh viên y dược Sài Gòn, kể cả tình nguyện viên từ thanh niên, nghệ sĩ, y bác sĩ, hỏi có ở đâu rần rần máu chiến như Sài Gòn. Tụi em nhắm học hỏi, cảm thụ được thì làm, còn cài chớn như cách tụi em đã làm ở Gò Vấp thì ở chơi thêm mấy bữa cho biết rồi về, Sài Gòn đang bận dữ lắm. Nội dung bài viết này nhanh chóng có nhiều ý kiến không đồng tình với quan điểm của Trác Thúy Miêu. Không lâu sau đó, nội dung bài viết này không còn tồn tại trên Facebook Phương Vũ.